tiens, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Thưa quý vị, hàng năm cứ vào cuối thu đầu đông, khi những cơn gió lạnh về, khi trên phố bắt đầu lấp lánh ánh đèn trang trí Giáng sinh và đâu đó vang lên những bản nhạc Noel rộn rã, cũng là lúc mùa Giáng sinh trên các kênh truyền hình được khởi động, đưa khán giả đắm chìm vào một thế giới khác, thế giới của tình yêu thương, lòng tốt, niềm hạnh phúc và hy vọng. Nhưng đâu là những nét đặc trưng làm nên dòng phim Giáng sinh? Trả lời phỏng vấn của đài RFI Việt ngữ ngày 16 tháng 12, nhà biên kịch Hà Anh Thu giới thiệu. Thưa quý vị, là phim Giáng sinh là một dòng phim mà tôi nghĩ là không hề mới. Hầu hết phim Giáng sinh là thể loại phim hài nhẹ nhàng và tình cảm. Thì cũng có những cái loạt phim hành động nhưng mà vẫn mang âm hưởng của tính hài, tính nhẹ nhàng và cả lãng mạn nữa. Và hầu hết tất cả thì đều là có happy ending. Nó cũng có những cái hỉ nộ ái ố, những buồn vui, những giận hờn và chia ly, nhưng cuối cùng thì vẫn là một cái kết rất có hậu và ấm áp. Nó giống như là ước nguyện của tất cả chúng ta vào mỗi dịp Giáng sinh và năm mới đến, đó là mong ước một cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp hơn. Nhân vật ở trong phim Giáng sinh thì quý vị cũng biết là vô cùng đa dạng. Ngoài những cái nhân vật bình thường, những câu chuyện gia đình bình thường ra, thì còn có nhân vật là ông già Noel, rồi thậm chí là bà già Noel, những vị tiên, những nhân vật liên quan đến câu chuyện Giáng sinh, ví dụ như là chàng tiên hoặc là Jack Frost, là vị thần mùa đông. Thì phim Giáng sinh có rất nhiều đề tài mà nội dung xoay quanh đó là gia đình, tình bạn, tình yêu. Đặc biệt và rõ rệt nhất đó, chính là cái nhận thức thay đổi của nhân vật chính ở trong các loạt phim Giáng sinh. Nhân vật chính thường là vào phim thì sẽ mang cảm xúc hoặc là nhận thức A, nhưng mà kết thì sẽ mang cảm xúc B. Và chính cái sự thay đổi này mà rõ ràng chúng ta có thể đoán trước được, bởi vì hầu hết phim đều có happy ending, nhưng nó vẫn đầy sức hút và nó níu chúng ta lại để ngồi xem tới phút cuối. Thì tại sao lại như vậy? Thứ nhất là nhạc phim. Thì âm nhạc ở trong phim Giáng sinh nó đầy sự háo hức và rộn ràng, và nó mang đầy âm hưởng của niềm vui, thậm chí là còn có những cái gì đó rất là sâu lắng. Cái thứ hai, bối cảnh phim Giáng sinh rất vui mắt. Màu đỏ và vàng của những vật trang trí này, màu xanh của cây thông Noel, màu trắng của tuyết, và nó khiến ta cảm thấy rạo rực hơn, cảm thấy muốn ôm lấy nhau ở bên cạnh lò sưởi rực lửa và ấm áp. Cái yếu thứ ba mà tôi nghĩ là nó hấp dẫn được chúng ta, đấy là sự hài hước và dí dỏm ở trong phim Giáng sinh. Thì ngoài những cái tình tiết rất là vui nhộn ra, thì diễn xuất của diễn viên cũng khiến cho chúng ta thấy là đôi khi có những cái điều rất là phi lý và ngớ ngẩn, nhưng mà lại làm chúng ta cảm thấy vui và nhẹ nhõm và sảng khoái hơn. Điều thứ tư mà tôi nghĩ là nó quan trọng nhất thì đấy chính là chuyện phim. Thưa quý vị, đặc trưng của phim Giáng sinh đó là những câu chuyện mà vô cùng bình dị, gần gũi và chân thực, đến mức mà đôi khi ta thấy cả mình ở trong đó luôn. Thậm chí là xem phim xong ta rút ra được bài học cho chính mình, và để mình cũng phải thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn và tốt hơn. Cái happy ending đó, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tại vì lúc này chúng ta thấy là dù có bất cứ chuyện gì xảy đến thì cuộc sống vẫn luôn vô cùng tươi đẹp. Và nếu cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và cái kết ở trong phim Giáng sinh thì hầu như đến 99% nó là một cái kết phim mà không chỉ là happy ending, không chỉ hạnh phúc, mà nó còn đầy ắp hy vọng. Thì với những cái tinh thần tuyệt vời như vậy, chúng ta thấy là phim Giáng sinh đã trở thành một món ăn không thể thiếu vào mỗi dịp cuối năm, khi Giáng sinh về và chúng ta chuẩn bị chào đón một năm mới sắp tới. Tại Pháp, kể từ tháng 10, đài truyền hình TF1 trình chiếu không dưới 24 bộ phim Giáng sinh mỗi tuần, và kể từ ngày 14 tháng 12, vào các ngày trong tuần, mỗi ngày có 3 bộ phim Giáng sinh được chiếu, thay vì 2 phim như trước đó. Trên đài Europe 1, ông Jonathan Escapadio, phó giám đốc chuyên trách mua bản quyền phim của đài truyền hình TFA cho biết là từ vài năm nay, khán giả ngày càng hứng thú với dòng phim Giáng sinh. Trung bình, vào mùa Noel, mỗi ngày đài TFA thu hút được 1,5 triệu khán giả xem phim Giáng sinh. Vậy còn ở Việt Nam, phim Giáng sinh có được trình chiếu nhiều hay không? Nhà biên kịch Hà Anh Thu cho biết thêm. Thì ở Việt Nam cũng không có khác gì những cái nơi khác ở trên thế giới hết. Ở thời điểm này trong năm là các kênh truyền hình tràn ngập phim về Giáng sinh, và hầu hết là phim nước ngoài. Các nhà làm phim Việt Nam có sản xuất phim mới để công chiếu vào dịp Giáng sinh, không phải đề tài về Giáng sinh,
nhưng cũng là đề tài về tình yêu, cũng xoay quanh tình bạn, tình yêu vui nhộn, lãng mạn và mang những cái kết đẹp phù hợp với tinh thần Giáng sinh. C'est la belle nuit de Noël, la neige tend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux petits enfants. 2020 là năm đại dịch, năm phong tỏa, năm đau thương tang tóc cho người dân nhiều nước trên thế giới. Từ Trung Quốc đến châu Âu, Hoa Kỳ, Mỹ Latin. Trong bối cảnh đó, phim Giáng sinh với chuyện phim nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn, với cái kết quả hậu dường như là sự lựa chọn lý tưởng cho các đài truyền hình để làm dịu nỗi tang thương do dịch bệnh gây ra. Đưa người xem tạm thoát ra khỏi thực tại đớn đau, đầy bất trắc, cũng như làm giảm sự nhàm chán của những tháng ngày phong tỏa dài dằng dặc. Tại Pháp, không cần chờ đến cuối năm, mà ngay từ hồi mùa xuân, kênh truyền hình M6 đã thông báo phát lại các phim Giáng sinh trong đợt phong tỏa đầu tiên kéo dài 2 tháng, với hy vọng mang lại chút không khí nhẹ nhàng, ấm cúng cho giai đoạn cuộc sống bị đảo lộn vì dịch bệnh. Tại Mỹ, kênh truyền hình Hallmark, vốn nổi tiếng với các bộ phim Giáng sinh lãng mạn, cũng làm điều tương tự. Theo một thăm dò ý kiến được thực hiện với 2.000 người do trang mạng People của Mỹ tiến hành, 20% số người được hỏi đã bắt đầu xem phim Giáng sinh kể từ tháng 8, thậm chí là còn sớm hơn nữa, 37% bắt đầu xem từ tháng 9. Cuộc khảo sát của People cũng cho thấy 80% số người được hỏi khẳng định trong năm 2020 họ xem nhiều phim Giáng sinh hơn mọi năm. 72% công nhận dòng phim này mang lại cho họ sự thoải mái. Mạng phim Netflix ngay từ cuối tháng 9 cũng đã quảng bá chào mời khán giả xem phim Giáng sinh mới. Các con số thống kê của các đài truyền hình cũng nói lên nhiều điều. Chẳng hạn, trên các kênh truyền hình Pháp TF1 và TMC của Tập đoàn Truyền hình Quốc gia Tư nhân TF1, phim Giáng sinh năm nay thu hút 30% lượng người xem đối với nhóm khán giả là nữ giới dưới 50 tuổi, so với con số 22% của năm 2019. Mỗi ngày, các phim Giáng sinh thu hút khoảng 2 triệu khán giả, chiếm 21% tổng số khán giả của TF1 và TMC. Còn số này mỗi năm là khoảng 1,5 triệu một ngày. Ông Jonathan Escapadio, phó giám đốc chuyên trách mua bản quyền phim của đài truyền hình TF1, gọi đó là một điều khá đặc biệt. Không khí ấm áp và những điều diệu kỳ của Giáng sinh dường như có thể sưởi ấm trái tim người dân của những nước chịu nhiều tang thương vì dịch bệnh như Mỹ hay Pháp, xóa đi phần nào cảm giác bất an về những tháng ngày bất định trước mắt do virus corona hoành hành khó lường. Cũng chính vì được chiếu không chỉ vào mùa Noel, nên năm 2020 còn được gọi là năm không mùa phim Giáng sinh, hay nói cho đúng hơn thì năm 2020 là năm của phim Giáng sinh. Có cùng một kiểu mô típ kịch bản với chuyện phim giản đơn và cái kết kiểu không thể đoán sai. Nhưng với Covid thì mọi chuyện đều trở nên khó đoán định. Thì chính những điều tưởng chừng như bình thường có thể dễ gây nhàm chán cho người xem lại khiến tâm trí chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Tạp chí mạng State phiên bản Pháp ngữ ngày 15 tháng 12 vừa qua trích dẫn chuyên gia trị liệu Cathy Mockton. Theo đó thì biết được điều gì đó sẽ xảy ra có tác dụng khiến cho mọi người thấy rất thư giãn. Những bộ phim Giáng sinh cho chúng ta thấy một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều, thoát khỏi tất cả những gì mà chúng ta không biết và rất phức tạp trong đời sống thường nhật. Phim Giáng sinh mang lại cho khán giả những giải pháp giản đơn cho những vấn đề phức tạp. Nhà trị liệu Mọc Tồng hài hước nhận xét, tất cả đều được giải quyết chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi, trong khi ở ngoài đời thực thì những vấn đề đó có khi cần nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là cả cuộc đời. Theo một số nhà nghiên cứu, những bộ phim hài lãng mạn như phim Giáng sinh có thể kích hoạt não bộ người xem tiết ra dopamine, vốn được mệnh danh là hormone hạnh phúc, và oxytocin, còn được gọi là hormone tình yêu. Còn đối với Tamara Makanachok, giáo sư chuyên về tâm lý xã hội truyền thông, phim Giáng sinh đáp ứng nhu cầu tìm thú tiêu khiển trong giai đoạn căng thẳng. Chúng cho phép mọi người thoát khỏi cuộc sống hàng ngày và những áp lực. Mặc dù thường là không thực tế, nhưng phim Giáng sinh khiến chúng ta mơ mộng và nghĩ về một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới mà mọi câu chuyện đều kết thúc có hậu. Đó chẳng phải là mong ước lớn nhất của chúng ta trong thời Covid-19 hay sao?